Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vẫn còn sống. Dưới chân anh Thâm hai con kỳ lân, sau lưng anh Thâm nàng tiên cá đang tắm ở trường. Dưới mắt cá anh Thâm chữ tù, còn hôm nay cha anh Thâm chữ về đâu. Rồi một ngày buồn phiền ghé qua dưới trời, còn anh Thâm nàng chữ tù về em. Con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó? Làm công an nên con lấy cái còng, con dí mấy thằng chạy xì bo rider xa chia, con dí mấy dòng, con dí
đi vô trong bay với mấy thằng đáng bấy phòng. Đồng chí kiếm tiền làm đám cưới và rước con gái bác bằng nguyên xe rồng. Bác cứ yên tâm ra con gái bác cho con đi con làm công an nên con cống thấy lòng. Không ngủ thì 500, không giấy tờ thì 200. Ê cái thằng làm liều quá chạy ngang gà bác đợi tôi xí nha. Con dí bắt nó xong khoảng 2 năm. Là người tốt đó bác thấy không, với mấy thằng đá gà vượt hát mấy xong. Là người tốt đó bác thấy không, bác này thì án Cà Mau Hải Phòng. Bác đánh bài, bác bầu cua, tôi đặt coi tôi nó lắc đầu thua. Bác cũng điền, nó đánh mờ u, tiền dài gặp thì con chắc là thua. Xin tôi nghèo và khát và xa, với con gái bác đi hát gà la. Bác đi bác làm nhiều đi đánh ngủ nữa, con mà phát hiện là con bắt bác à nha. Bo Rider xa chia con dí mấy dòng. Con dí mấy thằng bán ma tí xong đi vô trong ba với mấy thằng đáng bấy phòng. Con dí kiếm tiền làm đám cưới và rước con gái bác bằng nguyên xe rồng. Bác cứ yên tâm ra con gái bác cho con đi con làm công an nên con không thấy lòng. Không mũ thì 500, không giấy tờ thêm 200. Ê có thằng làm liều quá chạy ngang gà bác đợi tôi xí nha. Con dí bắt nó trong khoảng 2 năm. Là người tốt đó bác thấy không, với mấy thằng đá gà vượt hát mấy xong. Là người tốt đó bác thấy không, bác đi án Cà Mau Hải Phòng. Bác đánh bài bắt bầu cua, vừa gặp con là tụi nó lắc đầu thua. Bác cũng đi tôi đánh mờ u, tiền dài rồi bị con mới chắc là thua. Xin thì tôi nghèo giờ khác và xa, với con gái khác đi hát cà la. Bác đi có làm điều gì đánh mờ nữa, con mới phát hiện là con bắt bác à nha.
giữa đời màu hồng hôi thiết tha, có đôi ta như chim trời hoa ca. Là đôi a đồ rằng bông rồi lại mấy bông.
bông xanh, bông trắng gọi là bông vàng ơi bạn ơi, bông lê cho bạn bông lụa ơi bạn ơi, là đôi a đô này, bông gọi là mấy bông, là đôi a đô này, bông gọi là mấy bông. Con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó? Làm công an.
nên con lấy cái cầm. Con dí mấy thằng chạy xì bo rider xa chia, con dí mấy dòng, con dí mấy thằng bán ma tí xong đi vô chồng bay với mấy thằng đang bấy phòng. Con dí kiếm tiền làm đám cưới và rước con gái bác bằng nguyên xe rồng. Bác cứ yên tâm ra con gái bác cho con đi, con làm công an nên con không thấy lòng. Không muốn thì 500, không giấy tờ thì 200. Ê các thằng làm liều quá chạy ngang ra bác chạy tôi xí nha. Con dí bắt nó xong phải 2 năm. Là người tốt đó bác thấy không, dí mấy thằng đã gà vượt hát mấy xong. Là người tốt đó bác thấy không, bác thì em Cà Mau Hải Phòng. Bác đánh bài bác bầu cua, tôi cắt coi tôi nó lắc đầu thua. Bác cũng đi nó đánh mờ cu, tiền dài dòng thì con mới chắc là thua. Xin thì tôi nghèo giờ khác và xa, để con gái bác đi hát gà ra. Bác đi bác làm nhiều với đánh mộ nữa, con mà phát hiện là con bắt bắt yeah. Hai nha. Xì bo rider xa chia, con dí mấy dòng, con dí mấy thằng bán ma tí xong đi vô bên trong mà với mấy thằng đang bấy phòng. Con dí kiếm tiền làm đám cưới và rước con gái bác bằng nguyên xe rồng. Bác cứ yên tâm ra con gái bác cho con đi, con làm công an nên con không thấy lòng. Không mũ thì 500, không giấy tờ thì 200. Ê có thằng làm liều mới chạy ngang ra bác chạy tôi xí nha. Con dí bắt nó trong phạt 2 năm. Là người tốt đó bác thấy không, với mấy thằng đã gà vượt hát mấy xong. Là người tốt đó bác thấy không, bác đi thi án Cà Mau Hải Phòng. Bác đánh bài bác bầu cua, nó lắc đầu thua. Bác cũng điền tôi đánh mờ cu, tiền dài dòng thì con mới chắc là thua. Xin thì tôi nghèo giờ khác và xa, nhớ con gái khác đi hát cà ra. Bác đi có làm điều gì đâu, mỗi nửa con mới phát hiện là con bắt bác à nha. Xuân mang bao câu chúc phúc an khang niềm hân hoan chào đón gia đình.
xanh.